tình yêu giờ đây đã chính là cô dâu và chú rể cùng với đại diện 20 gia đình. Và xin mời toàn thể quý vị hãy nở ra một tràng pháo tay thật lớn thay đồng nhiệt để chào đón đại diện 20 gia đình. Vâng, và sau đây tôi xin được trân trọng giới thiệu về phía gia đình nhà gái có ông Hồng Hà và bà Trần Thị Hóa là chú và bà của cô dâu. Xin mời ông bà hãy bước lên phía trước đội phước để ra mắt toàn thể quý vị ạ. Và một tràng pháo tay nào toàn thể quý vị ơi. Về phía gia đình nhà trai có ông Bạc Cầm Hiến và bà Bạc Thị Phương là bố mẹ Trần Thị Nga chú rể đẹp trai của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời ông bà hãy bước lên phía trước một bước để kính chào và ra mắt toàn thể quý vị. Một tràng pháo tay nào toàn thể quý vị. Và không nhân vật không thể thiếu trong buổi trưa ngày hôm nay đó chính là cô dâu đẹp nhất và xinh nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Chưa hôn công khai. Và sau đây
tôi sẽ trao tặng thể quý vị thấy một tình yêu đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, đó là chính là nụ hôn của hai em. Vâng ạ. Theo như thấy thì đầu lòng vui sướng thì đã có đón một cô công chúa rồi đúng không ạ? Con gái thứ hai thì phanh anh cấp tốc em nhé. Vâng, một tràng pháo tay cho chú rể ạ. Vâng, sau đây anh sẽ hô thật to. Bây giờ như này trước đi, cô dâu và chú rể quay mặt nhau vào nhau đi ạ. Vâng, cô dâu sẽ sờ từ dưới lên trên, chỗ nào cứng cáp nhất của chú rể thì cô dâu sờ vào đi ạ. Ôi quen rồi đúng không ạ, quen rồi. Thế chú rể hãy sờ từ dưới lên, từ dưới lên trên, cũng từ dưới lên trên đi, chỗ nào mềm mại nhất cô dâu chú rể sờ vào. Vâng, thói quen đúng không ạ, thói quen. Và toàn thể quý vị ơi, cô dâu và chú rể rất quen rồi đúng không ạ. Sau đây quý vị sẽ vỗ tay thật dài đúng không ạ, thật dài. Cô dâu chú rể sẽ hôn nhau thật lâu. Bao giờ cô dâu chú rể, bao giờ quý vị ngừng vỗ tay thì cô dâu chú rể sẽ hôn nhau ra đúng không ạ. Sau đây theo nhạc nhé quý vị nhá. Quý vị ơi, chuẩn bị những cánh tay nhá. Nào, chúng ta hãy bấm vào thật dài nhé.